sáng sớm thức giấc bỗng thấy chú chim lòi ra, tiếng hót thanh thoát cứ nhớ chú chim của ai. Thì ra mình say đấy, mình bóp con chim nhà mình. Sáng nào mà cũng đi tập thể dục 70 cái vòng chân này, thế mà chả chạy nhanh như Ronaldo nhỉ. Buồn ghê. Chống đẩy. Em đã bảo với ông rồi, già rồi mà còn ham hố, đến lúc xuống hố thì hết ham. Già đâu mà già, già thì chỉ già tóc già râu, nhưng cơ quan đoàn thể còn lâu anh mới già. Mà này, anh đang khỏe, xem cái chuyện cưới xin của hai đứa chúng mình như thế nào đi. Em đã bảo với ông bao lần rồi, phòng cưới của chúng mình đã có gì đâu, ít ra thì ông cũng phải sắm cho em cái giường, cái tủ, cái bàn trang điểm chứ. Đằng này chẳng có cái gì cả. Ông xem thế nào đi, em không biết đâu. Ôi trông ghẻ cái mặt dỗi kìa. Tưởng chuyện gì, chuyện đấy đơn giản. Mấy lần ông cũng định mua rồi, nhưng mấy bà kia tình quá, không lấy được tiền. Nhưng bây giờ thì thoải mái rồi. Trời ơi, lại đây. Để ông number phone cho cái thằng cháu nó đến nó đo đạc nó làm luôn. Alo cháu à, mày đang ở đâu qua đo đếm cho ông cái bộ giường tủ để ông lấy vợ bảy. Phải điện nữa, cháu đây rồi. Sao mày biết mà mày đến nhanh thế? Làm sao mà cháu lại không biết? Nghe tin cụ sắp lấy vợ, cháu trông chừng ở ngoài cổng cách đây hơn một tháng rồi. Thằng này khá được. Vào việc. Ôi đấy, cho ông ấy thấy. Cháu xin phép giới thiệu ông và em hãy cố lắng nghe. Cháu tên Nguyễn Văn Lò, biết ông cần cháu đến đây. Ô hay anh kia, mình từng quen nhau hay chưa? Tôi coi như quen nhau luôn đi ông, với lại em muốn làm phòng thế cứ đưa cháu làm. Ở gì để mày làm, nhưng ông còn loa chưa biết tính sao đây. Em thấy cũng khá được, nhưng vẫn lăn tăn về uy tín. Ô cháu chuyên nghề đục, cháu chuyên đóng đinh thuê. Tốt vậy thì còn chần chờ gì nữa? Là riêng cho ông văn dòng vừa uốn vòng quanh hàng quá. Anh thấy sao? Anh thấy được bọn em muốn rì. Người đẹp như em muốn cái rì mà cũng chiều. Tiền nguyên chỗ đây em cần chim phải lo. Cộng thêm combo sau tâm thu cảnh khắp đều vuông. Báo cho con ông cao cơ nào mà cân nặng. Cơ hơn 10 ngày là làm xong luôn đấy. 3-4 năm sau quan vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn y nguyên. Sao tao nghe thấy nó có cái gì nó sai sai ấy nhở? Mày đóng cho tao cái quan gì ấy? Quan gì ấy nhỉ? Quan tài chứ còn cái gì nữa. À? Già như ông lại còn lấy vợ trẻ bằng tuổi cháu thế này, không đóng quan tài thì đóng cái gì? Chứ nào mà chênh chứ bố nào anh chênh chứ. Chứ bố nào. Chứ bố mày. Chứ bố mày. Và chiều tôi cũng tập thể thao, xoay 15 phút rồi hít đất vài trăm phát. Sáng tập thể thao và chiều tôi cũng tập thể thao, không để xanh sao vì phụ nữ vẫn còn rất nhiều. Mệt quá em ơi, đỡ ông với. Em đã bảo với ông rồi, sáng nào ông cũng hít đất 100 cái thì chịu thế nào được. Phải thế nó mới có sức khỏe. Mà em này, ông và em yêu nhau thấm thoát cũng được 72 giờ rồi. Thế mà ông cứ tưởng là những 3 ngày cứ đấy. Trời ơi, thời gian trôi nhanh, chẳng chờ ai cả. Ông cứ đùa em, 72 giờ với 3 ngày có khác nhau gì đâu. Mà dạo này em thấy ông trẻ hẳn ra đấy. Chuyện thảo nào, mấy cái ông hàng xóm dạo này cứ khen anh. Thế người ta khen ông thế nào? Trời ơi, mấy ông hàng xóm cứ bảo là dạo này trông cụ 69 tuổi ấy, thế mà cụ cứ trẻ như kiểu là dai 96. Ôi giời ơi, thế là người ta chê chứ người ta khen cái nỗi gì.
À, mấy cái thằng cha già hàng xóm này láo nhỉ. Để chiều anh sang á, anh chửi cho chúng nó một trận, bực cả mình. Mà em này, mình cưới nhau cũng được thấm thoát 72 giờ rồi. Em xem thế nào, Facebook vé đi để chúng mình còn đi cái gì nó mật đấy nhỉ? Trăng mật. À đúng rồi, tuần hoa trăng mật. Ôi trời ơi. Ô cái ông này, không cập nhật tin tức thời sự gì cả. Dịch bệnh đang căng thẳng như thế, ông và em cứ ở nhà cho cả nước nó được nhờ. Thế à, thế mà ông chả biết nhỉ. Tại cái thằng cu kia nó suốt ngày nó tranh tivi của ông. Ấy thế nhưng mà vì nước vì dân thì cũng nên ở nhà em ạ. Trời ơi, suốt ngày xem tivi. Này cháu, cho ông mượn cái điều khiển để ông cập nhật cái tình hình tí. Ông ơi, có gái chị gì đến chơi kìa. Chị là chị thế nào? Này cháu trai của ông, đấy là vợ bảy của ông. Ông vừa mới cưới, cháu phải gọi chị ấy là bà, nhớ chưa? Nhớ rồi ông ạ. Hay nhờ. Chương trình này hay không cháu? Hả? Ý trời ơi, đấy. Từ sau hai ông cháu mình phải xem cùng nhau, nhớ chưa? Cháu toàn tranh TV của ông ấy. Ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sẽ thi đấu trận đầu tiên vòng loại thứ 3 này em ơi. Seoul. Trong tay chiến lược gia. Tối nay là lịch thi đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup thứ 3. Để anh number phone cho mấy đứa con nó sang chơi. Nhà mình ăn tối rồi cổ bóng đá luôn em nha. Dạ vâng. Ông cứ gọi đi, tiện thể em ra mắt các con luôn. Ừ cũng đúng đấy. Anh quên mất, từ ngày lấy em về cũng chẳng chịu ra mắt với các con gì cả. Để anh gọi luôn nhé. À bố mẹ con chơi. Ơ à, dạ chúng con chào bố. Em là Chi ạ. Chị là chị thế nào hả? Giới thiệu với hai đứa, đây là vợ bảy của bố. Bố vừa mới cưới. Bố vừa cưới các con như vậy là gì? Chào lại đi chưa nào. À dạ con chào gì ạ? Thế thì phải nuột lỗ tay không? Ngờ đi, ngờ đi. Vâng. Bố cũng đang định gọi cho chúng mày. Nhà mình có trận gì mà vui thế bố? Bố bảo này, tối nay là có cái trận bóng Việt Nam đá vòng loại World Cup. Bố muốn gọi mấy đứa sang ăn cơm gia đình đoàn tụ. Rồi tiện thể bố giới thiệu gì luôn nhà em nhà. Dạ vâng ạ, thế thì để con vào bếp luôn ạ. Dạ. Con xin phép ạ. Ông mượn TV để ông xem tình hình Covid. Ông vừa xem xong cho xem hoạt hình một tí. Ông mượn một tí xem thể thao đi nào quan ơi. Dạ đến giờ ăn cơm cả nhà ta ơi con xin mời. Ướm cháu chất buồn cười, cứ tranh TV với ông. Thôi xem bóng đá nào. Ông thấy rất tự hào, Đông Nam Á không có nước nào, chỉ có thể là nước Nam ta. Hey hey hey. Ấy thế mà thầy Park vẫn rất điềm đạm, không coi thường các nước đâu nha. Bố cứ yên tâm đi, vì trước khi ta đi thi, Hồ Vàng quyết tâm đoàn kết. Bố cũng không lo chi, mặc dù nước ta không cao toa, nhưng đoàn kết ắt thành công. Này Hoàng Đức ơi mau chuyển đi, đưa sáng cho Hồng Duy. Duy ơi mau chuyển cho Quang Hải. Địa Văn Thánh đang đứng rộng rãi, đưa sang bên chân trái, khứa lòng trong bóng bay vào luôn. Và tỷ số là 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Việt Nam đã vượt qua vòng loại thứ 3. Thế là nước ta được tham gia vào vòng chung kết. Ô thế là đang mơ, vậy tại sao chúng mình không mơ? Hãy cùng cổ vũ để giấc mơ biến thành sự thật. Xin chào tất cả mọi người. Các bạn ơi, các bạn vừa xem xong phần 2 của nhạc chế Lấy Vợ Bảy. Một nhạc chế rất vui nhộn. Và trong phần 2 này thì chúng mình có một thông điệp rất ý nghĩa để gửi tới tất cả mọi người. Đó là do tình hình diễn biến Covid hiện nay thì mọi người không nên tụ tập đông người ở ngoài.
chúng ta hãy cùng nhau, cùng gia đình sum họp và ăn bữa cơm gia đình, cùng nhau cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Và chỉ còn ít phút nữa là chúng ta sẽ được chứng kiến những chàng trai áo đỏ, cờ đỏ sao vàng, những lá cờ đỏ sao vàng được tung bay trên vòng loại thứ 3 của World Cup. Đây là lịch sử lần đầu tiên chúng ta lọt vào vòng loại thứ 3. Và tất cả chúng ta ở đây sẽ cùng chúc cho đội tuyển Việt Nam là chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng.